chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio mời bạn theo dõi bộ truyện anh hùng chí của tác giả tôn Hiểu. hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé chương năm thiên ngoại chi nhân hồi một dĩnh siêu a à, khi đánh nhau năm cảnh thái thứ ba mươi thiên hạ đệ nhất cười hỏi đồ nhi trong đầu nên nghĩ gì giết mười bốn tuổi thiếu niên huyết khí phương cương hắn tay cầm chuôi kiếm đồng tử mắt mèo co rốt lại lộ ra sát khí khi đánh nhau đương nhiên muốn giết chết đối phương ái trà ái trà ninh bất phàm liều mạng xua tay không phải như vậy không phải như vậy khi đánh nhau không thể nghĩ đến điều này không giết hắn sát khí mất đi đồng tử mắt mèo phóng đại thành một mặt hồ gương yên tĩnh nghe hắn buồn bực hỏi chẳng lẽ muốn giúp hắn đúng rồi đúng rồi ninh bất phàm hì hì cười thật không uổng tư chất tốt của ngươi chúng ta chính là muốn giúp hắn giúp hắn suy nghĩ nghĩ hắn thiếu cái gì thiếu cái gì trên đời không có người hoàn mỹ không khuyết điểm chúng ta cần thành tâm thành ý đặt mình vào hoàn cảnh người khác tìm hiểu xem hắn đang thiếu cái gì dùng tâm giúp hắn chỉnh sửa chỉ có như vậy võ công người ta mới có thể tiến bộ ngày sau lại ra tay giao chiến tính mạng của hắn mới có thể bảo toàn vèo trường kiếm đối phương bay tới bức cho tô dĩnh siêu cấp tốc tránh ra suýt nữa lăn ngã trên mặt đất soát xoay tròn mũi kiếm bổ tới thiếu chút nữa chém đứt đầu mình tô dĩnh siêu không ngừng né tránh nhưng trong lòng lại sôi nổi chỉ nghĩ đến kiếm pháp của hắc y nhân trước mặt người này chiều cao chín thước so với chính mình cao hơn một cái đầu hắn không những cao tráng còn cực kỳ nhanh nhẹn thanh kiếm trong tay được nối với nhau bằng dây thép tạo thành ba lưỡi kiếm tay phải sử kiếm, tay trái điều khiển đường dây, phạm vi sát chiêu một trường. Kiếm như vậy không tính là cực nhanh, nhưng rất cổ quái, uy lực nặng nề, N lại rất linh hoạt, lúc nào cũng thượng thiên hạ địa, lúc nào cũng xoay tròn, khiến người hoa mắt choáng váng. Hắn thiếu cái gì? Người bình thường tay phải sử kiếm, tay trái sẽ có một sơ hở, nếu trưởng kiếm chém treo dưới nách liền sẽ có khe hở, nhưng người này khi ra chiêu linh động biến ảo, mũi kiếm không phải thẳng tiến phá không, mà là vô măn vô tận thay đổi phương vị, dựa vào thao tác tay trái. Tam đoạn mũi kiếm mạnh mẽ như một con linh xà, sơ hở đều được sửa chữa. Làm sao bây giờ? Địch nhân tả hữu hai tay hỗ trợ lẫn nhau, gần như không có sơ hở. Sư phụ, thực xin lỗi người, con có lẽ sẽ bài. Hắc nhân không chút nào thả lòng, hắn thả tay trái, dây thép lập tức thả lòng tam tiệt mũi kiếm xoay chuyển không chừng, bay về phía trường kiếm của Tô Dĩnh Siêu, dây thép có thể cuốn lấy kiếm của mình bất cứ lúc nào. Chi kiếm chú trọng linh động, kiêng kỵ nhất là tương giao với binh khí địch thủ, đến lúc đó ai lực lớn hơn sẽ thắng, cao thấp được phân định rõ ràng. Một âm thanh vang lên, trường kiếm đã bị kéo lấy, người áo đen kia lực lớn vô cùng, tổng thống Minh Sức Châu cũng khó có thể trông đỡ, Tô Dĩnh Siêu hình thể giống như thường nhân, tự nhiên khó khăn ngăn cản. Quả nhiên bị kéo mạnh, bước chân nghiêng ngả lảo đảo như tập tỉnh. Một tiếng gào thét, hắc y nhân tay trái kéo dây thép, sức châu phát động, tô dĩnh siêu bị quăng ngã tới, hắc y nhân tay phải uốn lượn, tam tiệt kiếm phong nháy mắt chuyển hướng, đánh tới người tô dĩnh siêu. Hắn không chỉ muốn đoạt trường kiếm mà còn muốn tính mạng người ta. Trường thắng 800 chiến sắp ngưng hẳn, tại đây một khắc, Tô Dĩnh Siêu mờ mịt há mồm, ngơ ngẩn nhìn cổ tay địch nhân, trong giây lát trong đầu điện quang lôi lóe, trong miệng lại a à một tiếng. Đã hiểu, đối phương vẫn có sơ hở, Tả Hữu hoài tay hỗ trợ lẫn nhau, sơ hở ở tại chỗ này. Trước mắt hiện lên gương mặt tươi cười của sư phụ, dường như nghe được hắn ân cần dặn dò, Tô Dĩnh Siêu nhịn không được cười ha ha lên. Sinh tử một khắc, Tô Dĩnh Siêu bỗng nhiên cao giọng cười to hắc y nhân hừ thật mạnh một tiếng, không biết hắn đang làm trò gì. Trên tay gia tăng lực đảo, càng muốn dùng dây thép quấn lại, nhất cử đoạt trường kiếm của hắn. Khí lực của Tô Dĩnh Siêu không thể so với người ta, đơn giản nhẹ buông tay, lại cười nói, muốn ăn bữa cơm với ta không? Nào, đưa ngươi đi, xoát một tiếng, tự đem trường kiếm ném ra ngoài. Lưỡi kiếm bay vòng tròn, chĩa thẳng vào điểm yếu hại tô dĩnh siêu theo lý càng phải từ thủ trường kiếm để tự cứu mình hóa liêu thế ở thời điểm cuối cùng quăng kiếm hắc y nhân cũng am hiểu kế này lập tức hừ lạnh một tiếng nhìn hắn nhãn lực cực kỳ chuẩn mắt thấy tô dĩnh siêu ném bội kiếm về phía mình hai ngón tay trái giỏ ra kẹp mũi kiếm không có trường kiếm tô dĩnh siêu chỉ là thường nhân hắn chết chắc rồi khó khăn lắm kẹp chung kiếm phong chợt vào lúc này tam tiệt kiếm phong đang bay không trung toàn bộ chuyển hướng, đâm ngược lại mình. Hắc kinh nhân đại kinh thất sắc, tay trái vội vàng giật mạnh dây thép, bang một tiếng, phi kiếm hồi tổ trở thành một lưỡi kiếm sắc bén thông thường. Thân mình lại suýt chút nữa bị trường kiếm của tô dĩnh siêu đâm trúng, nhất thời luống cuống tay chân, chật vật vô cùng. Hắc y nhân đầy người mồ hôi lạnh, vội vàng thối lui, chuyển xem tô dĩnh siêu, lại đã cười ngâm ngâm nhặt trường kiếm lên, thần thái bình tĩnh. Tả hữu hai tay hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào tay trái để điều khiển đường dây, phi kiếm mới có thể bay lên rơi xuống, như bóng với hình. Tô Dĩnh Siêu trước đó đã giao đấu với tay phải của địch nhân, đánh đến mặt sám mày cho, hiểm nguy trùng trùng. Đối với việc lén lút đặt vòng eo tay trái, hắn lại nhìn như không thấy, buông tha không công, này chẳng phải là thiên đại chê cười sao? hà tất phải uổng phí khí lực chiêu thức tay phải tay trái mới là kẻ chủ mưu đằng sau bàn tay này điều khiển dây thép phát động sở hữu tuyệt chiêu chính mình hà tất cần so nhanh so tàn nhẫn sơ hở liền ở trước mắt soát địa nhất kiếm tô dĩnh siêu thẳng tắp bổ về phía bên trái hắc y nhân muốn cắt cổ tay hắn hắc y nhân vội vàng phát động chiêu thức phi kiếm uốn lượn giữa không trung chuyển hướng tô dĩnh siêu nào biết hoa sơn trưởng môn căn bản hờ hững chỉ mãnh công vào cổ tay trái đối phương tô dĩnh siêu chiêu này lưỡng bại câu thương lấy một mạng đổi một cổ tay đối phương nói đến rất là có hại chỉ là nói cũng kỳ quái mũi kiếm chém về phía cổ tay trái tay trái hắc y nhân buộc phải né tránh dây thép lệch vị trí dây thép tương liên kiếm phong lập tức hoảng loạn chuyển hướng trận thức phi kiếm nháy mắt vỡ đê phi kiếm liền tuyến dây thép liên thủ tả hữu hai tay nhìn như hỗ trợ lẫn nhau kỳ thật đã thành kiềm chế lẫn nhau khuyết điểm còn lớn hơn nhiều so với một thanh trường kiếm thông thường thắng bại đã rõ tô dĩnh siêu khẽ mỉm cười liên tục chém vào cổ tay trái của đối phương toàn không ngăn cản chiêu thức giết về phía mình của hắc y nhân trí kiếm chuyên tấn công không phòng thủ càng như mãnh hổ ra hiệp làm người không thể nào dự tính hắc nhân hổ giống liên tục đơn giản rút dây thép muốn đoạt công bằng một thanh trường kiếm bình thường. Chỉ là thiếu đủ loại sát chiêu không thể tưởng tượng, sao có thể là đối thủ của trí kiếm bình bát phương. Tô Dĩnh siêu nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra mấy chiêu, liền bức cho hắc y nhân bay lên nháy xuống, vất vả dị thường. Tô Dĩnh siêu dù bận vẫn ung dung, nhàn nhạt cười nói, bằng hữu người còn trẻ lắm phải không? Hắc y nhân vụng về không trả lời, Tô Dĩnh siêu dừng kiếm, lại nói, thích khách giết người, Tuyệt sẽ không từ đại môn một đường đánh giết tiến vào. Chỉ có thiếu niên huyết khí Phương Cương mới có thể thử võ công của mình như vậy, ta nói đúng không? Hắc Y Nhân nghe xong, lại chỉ nhìn xuống đất, yên lặng không nói gì, dường như cam chịu. Tô Dĩnh siêu mỉm cười nói, nói thực ra, chuyện táo bạo ngươi làm hôm nay khi ta 18 tuổi cũng muốn làm, chỉ là không lá gan của ngươi mà thôi. Hắn phóng rơi trường kiếm xuống, lại cười nói: ngươi thực cuồng cũng rất thú vị ta không những không nghĩ giết ngươi còn thực yêu thích ngươi thừa dịp đại họa chưa xuống chạy nhanh đi thôi hắc nhân chăm chú nhìn đối thủ quá đến sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng nói chuyện trường kiếm tại hạ ra tay toàn lực ứng phó lại vẫn không làm gì được ngươi hắn nhìn xuống đất khom người nói các hạ kiếm đạo tuyệt diệu làm người kinh diễm lấy kiếm pháp mà nói người sắc thật hơn xa ta ngữ thanh cực kỳ vững vàng thứ nhất không lộ tuổi tác thân phận thứ hai không lộ ra tức giận buồn vui dường như cũng đang đeo mặt nạ tô dĩnh siêu mỉm cười nói đa tả các hạ kiếm cũng rất cao minh có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng chúng ta bắt tay giảng hòa đi hắc nhân lắc đầu mãnh tướng xé quần áo vai phải tô dĩnh siêu nao nao khó hiểu ý này đang nghi hoặc chợt thấy một ấn ký, đó là bản vẽ chim bay được khắc trên cánh tay hắc y nhân, giống như dấu hiệu của một con vật. tô dĩnh siêu vô cùng kinh ngạc, bang hội giang hồ hàng ngàn hàng vạn dùng biện pháp như xăm hình để nhận diện có vô số, lại chưa thấy qua phủ ấn quái dị bậc này, chứ đừng nói đến mỏ hàn nướng thịt đau nhức, có môn nhân bang hội nào chịu được khổ? tô dĩnh siêu lòng tràn đầy nghi hoặc, ngưng mắt nhìn lại hắc y nhân, chờ hắn mở miệng giải thích người đã đánh bại phù ấn này nhưng đừng vội ăn mừng vì tư vũ chúng ta còn phải đánh tiếp tô dĩnh siêu cảm thấy kinh ngạc hắn từ trước đến nay vô tranh đấu cũng không cùng người kết oán thật không biết người này vì sao phải tìm chính mình gây rắc rối hắn chớp chớp mắt nhún vai nói tư vũ gì có nhàm chán không nói nhìn không được cười ha ha lên thiên hạ đệ nhất Hắc y nhân không đi để ý tới đối phương trào phúng, gần từng chữ một, ngữ khí lạnh băng. Chỉ vì ngươi là thiên hạ đệ nhất, truyền nhân, cho nên ta cần phải đánh bại ngươi. Tô dĩnh siêu chớp chớp mắt, mỉm cười nói, vì cái gì? Sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất, cũng ngại đến ngươi. Ngại tới rồi, bởi vì sư phụ ta cũng là thiên hạ đệ nhất. Tô dĩnh siêu cười ha ha, cười đến có chút rào hoạt tôn sư cũng họ ninh. Nhưng ta không nhớ rõ có sư đệ như ngươi. Hắc y nhân không đáp lời, chỉ ném trường kiếm xuống đất, trầm giọng nói, tô quân, ta sẽ nghiệm chứng mỗi một chữ của ta, ngươi chờ xem đi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, duỗi thẳng cánh tay, bỗng nghe khanh khanh hai tiếng vang nhỏ, ống tay áo bị xé toạc, ánh sáng lạnh lẽo từ cổ tay áo bắn ra, cản khôn trong đó lại là hai tụ kiếm, sắc nhọn dị thường. Tô Dĩnh Siêu từng cùng kỹ xảo song đao chiến đấu kịch liệt nhiều hồi, đầu năm mới vừa đánh bại bảy cao thủ song đao của mạnh gia trại. Đối với đấu pháp bậc này quen thuộc nhất, hắn nhìn giá thức của hắc y nhân, gật đầu nói, lợi hại, trong số những cao thủ song kiếm mà tôi từng gặp trong đời, thân pháp của ngươi là đẹp nhất. Hắc y nhân hai tay xoay chuyển, bày ra quyền cước giá thức, song đao hàn phong, đều dài hai thước, nhất thời tay trái hướng lên trời trời, tay phải chạm đất chân như chân mèo tay áo giấu đoàn phong đao trong giây lát toàn thân ánh sáng tím tràn ngập hồi phục đan điền trên trời dưới đất thần hoàn khí túc tinh khí nhiều mặt giá thức của hắc y nhân không chê vào đâu được phi ảnh nháy mắt dâng lên giống như một cơn sóng dữ trên biển hắc y nhân một chân đá ra mỗi chân phải hướng thẳng về phía tô dĩnh siêu người này nhảy lấy đà kỳ tốc bắn ra đó là một chân chiêu thức mau tuyệt không luân chuyển, thủ pháp kiếm của Tô Dĩnh Siêu không nhanh bằng cao thủ điểm thương, như thế nào có thể cùng hắc y nhân tranh tiên. Lập tức nhưng lui nửa bước, tranh thủ thời gian, sau đó dơ trường kiếm, bảo vệ điểm yếu hại ở ngực và bụng. Chi kiếm chính là thiên hạ nhất bình đạm kiếm pháp, nhưng cũng là tối cao diệu kiếm pháp. Phương vị tuy chỉ biến hóa một tấc, nhưng mũi kiếm quét tới, trong thủ mang công, lúc này lúc này hắc y nhân sử dụng tư thế co chân bay thẳng bằng chân phải ngược lại là lấy mũi chân đụng vào lưỡi kiếm của tô dĩnh siêu với độ sắc bén của lưỡi kiếm nhất chiêu liền có thể cắt đứt chân cốt nói đến hắc y nhân đã rơi xuống thế hạ phong cường địch nếu muốn tự cứu giờ phút này không còn cách nào khác trừ bỏ rơi xuống đất né tránh không sẽ bị chặt đứt một chân tô dĩnh siêu chỉ cần thừa thắng truy kích từ đây liền có thể ta cần ta cứ lấy hắn khẽ mỉm cười, đang muốn xuất kiếm đả thương địch thủ, đột nhiên vào giờ phút này, hắc y nhân thân hình vạn vẹo, thân pháp không thể tưởng tượng thình lình bầy ra. Đùi phải dơ lên, đá cao vài tấc, hắc y nhân ở trong chớp nhoáng tránh đi kiếm phong, đi theo thân mình không cần mượn lực, đột nhiên lấy lực eo giữa không trung xoay chuyển, chân trái vô ảnh vô hình nhưng mạnh như tia chớp, đá nghiêng vào ngực tô dĩnh siêu. Người tới đổi chân giữa không trung, lực đạo eo chân mạnh mẽ, quả thật trước này hiếm thấy. Cửu hoa sơn khinh công tuy cao, chú trọng lại là thân pháp nhẹ nhàng, muốn ở giữa không trung biến hóa chân kỹ, còn phát ra lực đạo kiên cường như thế, sợ cũng khó có thể làm được. Mắt thấy cường địch trên không trung, tô dĩnh siêu kinh hãi, vội vàng giơ kiếm đâm về phía sau, chuyển hướng chặt đứt chân trái hắc y nhân. Hắc nhân dơ gót chân trái lên, thứ nhất truyền kiếm, Thứ hai, tùy thời phát chiêu, gót chân vô thanh vô tức cách đầu tô dĩnh siêu nửa thước. L trong dây lát tiếng gió bạo vang, gót chân đã đập thật mạnh. Chỉ cần chúng huyệt bách hội, liền có kim cương bất hoại thể hộ thân, chủ nhân cũng không thể không chết. Chiều này tất cả tại ngoài ý liệu, tô dĩnh siêu chỉ có thể vội vàng triệt kiếm, né tránh về phía sau. Liền vào giờ phút này, hắc y nhân kia rốt cuộc đáp xuống đất, nhưng ngay khi một chân của hắn chạm đất, thân mình đột nhiên ra tốc, như đạn pháo đánh về phía mình, đôi tay giơ tụ kiếm, thẳng như hai chiếc sừng trâu, lao mạnh về phía trước. Tô dĩnh siêu tuy kinh không loạn, trường kiếm tùy tay bắn ra, tiến về phía sơ hở Nhưng đúng lúc này, hắc y nhân đột nhiên nhảy về phía trước, lợi chợt bò ngã xuống đất, chiêu này mạo hiểm kịch liệt, chán cách mũi kiếm không đến nửa tấc trong khoảnh khắc nguy kịch tránh được thanh kiếm. Hắc nhân đã nhanh lại mạnh, đã mạnh lại hung bảo, việc trốn này nhìn như mạo hiểm, lại đã vào được kiếm võng của Tô Dĩnh Siêu. Cường địch lèn vào phạm vi, trường kiếm đầy ở sau lưng, đây là kinh hãi trước đây chưa từng gặp. Tô Dĩnh Siêu biết rằng sinh từ phục thuộc vào lúc này, hai chân thu hồi muốn rút lui, bỗng nghe một tiếng hổ giống, hắc y nhân dành trước phát chiêu, chỉ thấy thân hình hắn lăn đảo, hai chân như thiết thương xuyên ra, chạm vang một tiếng, thân mình đứng trồng ngược dựng lên lòng bàn chân đá giữa ngực trưởng môn Hoa sơn. Tô Dĩnh siêu mắt đầy sao sệt, xương sườn dường như bị bẻ gãy. mắt thấy cường địch hãy còn đứng trồng ngược, hắn trong bại cầu sinh, kiếm chiêu chợt chuyển hướng, quét tới bụng dưới Hắc Y Nhân. đúng lúc này Hắc Y Nhân đột nhiên biến chiêu, hai chân thu hồi, xoay quanh dưới đất, rồi lao về phía mình như một quả bóng. Tô Dĩnh siêu biến chiêu cũng mau, lập tức trụ kiếm trên mặt đất muốn cho người nọ tự đụng phải. Vèo một tiếng, bóng tròn hắc y viên đột nhiên ngưng lại, hắc ảnh dây lát hiện lên, hóa thành hình người, đã đứng đối diện Tô Dĩnh Siêu. Mà bảo kiếm hộ thân trường môn hoa sơn đã bị hắn dẫm lên. Hắc nhân đánh hướng vào đầu, đập vào sống mũi của chi kiếm, thoáng chốc xương mũi đau nhức, máu tươi ứa ra. Tô Dĩnh Siêu ngả người về phía sau, trong ánh mắt không có sợ hãi, lại tràn đầy mê hoặc hoa sơn võ học chú trọng ý cảnh, luyện tâm không luyện thể, cầu ý không cầu lực, có thể hiểu được chân lý võ học, liền như vậy mực sơn thủy, từ trước đến nay chỉ biết tiêu sái tự tại, có khi nào lại bị mọi dợ đánh vào đâu. Đầu gối như thiết trùy đập vào bụng dưới, lực đảo mạnh mẽ rót vào dạ dày, nước vàng chua chua đắng chát trào lên cổ họng. Từ nhỏ đến lớn hết lòng tin theo giáo điều bị người đánh bại, thất bại thảm hại, rồi lại có cảm thụ làm người không thể tin được chính như mắt thấy bạch dương ăn mãnh hồ không thể tưởng tượng một kích cuối cùng đến mau lẻ thiết khuỷu tay đối phương đánh vào nách phải của trưởng môn hoa sơn xương sườn gãy đỏa thiếu hiệp tô dĩnh siêu tựa như diều đứt dây thân hình bay đi đập đổ bàn ghế nháy mắt ngã xuống đất trường kiếm rời tay chính mình rơi xuống nền đá xanh cách năm thước cấn phải lấy kiếm về cần phải Hoa Sơn thiếu hiệp bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời ngã xuống đất không dậy nổi, cũng là cuộc đời lần đầu tiên gặp nghịch cảnh như thế. Tô Dĩnh siêu miệng phun máu tươi, dãy rụa về phía trước, chậm rãi dưới mặt đất mấp máy. Đột nhiên, hắc y nhân túng lên chiếc ghế, nện thật mạnh trên đầu của hắn, một tiếng bang lớn, vụn gỗ bay tán loạn tung tóe đầy đất. Đây không phải là một cuộc thi đấu võ thuật, Cao thủ có thể giết người, nhưng sẽ không lấy ghế dựa đánh người. Đòn này chỉ là một loại nhục nhã, rõ đầu rõ đuôi nhục nhã Tô Dĩnh Siêu, cũng làm nhục nhã võ học 140 năm của Hoa Sơn. Dụng ý của Hắc Y Nhân thực minh bạch, hắn chặn đánh vạn dặm vinh quang của trường thắng 800 chiến. Tô Dĩnh Siêu đầy đầu máu tươi, nhưng cũng rốt cuộc cũng cầm được chuôi kiếm. Hắn lau máu tươi trên trán, phủi bụi bẩn trên mặt. Dù đầu váng mắt hoa nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Chi kiếm bình bát phương lần đầu tiên bị đánh bại, cũng là tô dĩnh siêu lần đầu tiên nhớ tới chính mình còn có một chiêu. Chiêu đó không chỉ đủ để bảo vệ thân thể, mà còn có thể nghịch chuyển cục diện, thuyết phục cường địch. Nhân kiếm chân âm dương. Đó là thủ chiêu mạnh nhất thiên hạ, cũng là vương đạo phục người, bất khả chiến bại. Cầm kiếm như cầm hương, mũi kiếm gián sát chán, khi kiếm quang thành tròn như Phật vượng quang luân xoay chuyển là lúc, khí kình mềm dẻo liền sẽ làm cường địch quỳ xuống đất thần phục, ở trước mặt nhân kiếm, thiên hạ không có địch thủ nào có thể so sánh. Hắc y nhân trong mắt tỏa sáng, phảng phất chờ đã lâu. Hắn hít thở chân khí thật sâu, bỗng dưng xé rách áo ngoài, người này y trang đơn bạc, nhưng áo sam bên trong lại đầy nút và dây buộc. Tiếng đứt gãy vang lên, 12 chỗ chói chặt tất cả đều mở ra hắc ảnh rơi xuống một chiếc hắc sam rơi xuống đất truyền ra tiếng vang leng keng leng keng càng về tối hoàng hôn ấm áp chiếu rọi lóng lánh đến huệ dân dược cục giống như cảnh trong mơ mặt đất phủ đầy binh khí rực rỡ thân hắc y kia há chỉ là giáp sắt mà thôi bên hông không có đai bụng chỉ thấy roi sắt quấn quanh ngực không áo choàng chỉ có chỉ nặng vàng nâu tay áo hàn quang xưng tay tụ kiếm lưng đeo mũi nhọn gọi là cánh đao, quần áo kẹp tiểu đao tầng tầng lớp lớp, có phải gọi là tiêu hoa mai không? Hơn nữa dưới nách có tấm bài sắt, dưới chân đi giày sắt, hắc y nhân tổng cộng mang theo 7 loại binh khí, tính cả quái kiếm lúc trước, toàn thân ít nhất nặng 120 cân. Bây giờ hắn ném bỏ đầy người binh khí, không hạ hai tay, không phải tự phế võ công, mà là buông tay thử xem. Đã không có binh khí nặng trói buộc, thân thủ hắc y nhân có thể nhan đến mức nào, không ai có thể biết. Tô Dĩnh Siêu đương nhiên cũng không hiểu được. Hắc, hắc y nhân bước chân nặng về phía trước, lực lớn dẫm lên nền đá xanh, hắn cổ động khí lực, cơ bắp căng cứng, cổ họng gầm lên như sư tử. Trước nay ở thực chiến Tô Dĩnh Siêu tâm bình khí hòa, chưa từng tỏ ra tức giận, nhưng hiện nay hắn không tự chủ được mà phát ra tiếng gào to, đối thủ nhục nhã sư môn như thế, không thể không khiến hắn giận dữ bỏ lại vẻ tiêu sái lỗi lạc thủ lĩnh hoa sơn trưởng môn phẫn nộ đã muốn đại sát tứ phương thắng bại chính là sinh tử giết người hoặc bị giết hai người chọn một con ngươi như mắt mèo của tô dĩnh siêu dần dần co lại đôi mắt như gương phản chiếu sự hung dữ của đối thủ hắn phải dùng nhân kiếm đánh bại cường địch bảo vệ thanh danh bất bại cho hoa sơn dừng tay một nữ tử mỹ mạo nhảy vào đôi tay giang ra bảo vệ tô dĩnh siêu sau lưng. Nữ tử này lấy tình yêu bảo hộ tình lang, không phải Quỳnh Phương còn là ai. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn đau hạ sát thủ, chợt thấy kiếm quang soàn soạt, một danh nữ tử khác đã xông về phía trước, người tới thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, lấy mau đánh mau, đối với hắc y nhân toàn lực đoạt công, đúng là cửu hoa sơn quyên nhi đã đến. Tô dĩnh siêu lau máu tươi khóe miệng, vội vàng đẩy Quỳnh Phương ra, với võ thuật đáng sợ của hắc y nhân, Quyên Nhi chắc chắn chặn không được một kiếm. Đang muốn viện thủ, trong lúc nhất thời lại cũng ngây người. Chỉ thấy hắc y nhân cũng không né tránh thế công của Quyên Nhi, không những không ra một chiêu nửa thức, căn bản không muốn đối mặt với Quyên Nhi. Hà hắn dường như tự biết không địch lại, lập tức hai chân lực căng, hắc một tiếng, hắc ảnh phóng lên cao, đạt tới độ cao ước chừng mười trường không cần mảy may chạy lấy đà liền đã bay lên đầu tường tô dĩnh siêu ngưng mắt nhìn nhất thời lại cũng đoán không ra nguyên do trong đó liền vào giờ phút này hắc y nhân kia ngồi xổm ở đầu tường giống như một con chim lớn đang đậu trên đó hắn quay đầu nhìn chăm chú tô dĩnh siêu chậm rãi đưa tay ra chỉ vào mặt hắn ánh mắt lóe lên vẻ khiêu khích quyền nhi thả người nhảy lên thét to yêu nhân lớn mật chạy đi đâu khinh công của nàng uyển chuyển phiêu phiêu bay lên bước nhảy còn cao hơn hắc y nhân chỉ là thế đạo tốc độ không bằng hắc nhân quay đầu đi không hề ham chiến lập tức phát lực bay về phía trước trong nháy mắt trốn thoát không dấu vết nhìn bóng dáng cường địch đi xa tô dĩnh siêu không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc người này liền tính rút đi cũng muốn lui đến kinh thiên động địa như thể có lý do khác khiến hắn không thể chiến đấu đến chết chỉ là đến tột cùng là cái gì bức hắn rời đi là chính khí của nhân kiếm hay là vì mình có người khác đến giúp đỡ tô dĩnh siêu sắc mặt ngưng trọng trên mặt lại đầy máu chỉ là phỏng đoán không ra quỳnh phương sợ hãi cuống quýt chạy về phía trước hỏi chàng còn ổn không tô dĩnh siêu vốt ve gò má người trong lòng thấp giọng nói ta không sao quỳnh phương nắm lấy tay hắn ôn nhu nói ta biết không ai có thể làm gì được chàng. Ánh mắt tràn đầy tin cậy khâm phục và ngưỡng mộ nhìn về phía Tô Dĩnh Siêu, khiến Tô Dĩnh Siêu gượng cười, hắn đưa tay trái ra, ôm đầu vai người trong lòng, là một cái ôm nhẹ nhàng, cũng là một sự an ủi không thể nói rõ. 6. Chương 5 Thiên Ngoại Chi Nhân, Hồi 2 Kết thúc chương 5 Mau tới cứu người Ngoài viện truyền đến tiếng thét chói tai của Ngọc Xuyên Tử Thái y viện thực sự công việc lu bù. Viên Thái y trong dược cục là người đầu tiên chạy ra ngoài. Nhà dịch nghe tin đuổi tới, mỗi người luống cuống tay chân, trần trị băng bó cho rất nhiều cao thủ. Nhất thời tiếng người ồn ào, giống như phố xá sầm uất. Thái y viện gặp kiếp nạn lớn, một quan văn lại lớn tiếng hô vang, tặc tử đã làm tổn hại tấm biển, trị giá 320 lượng. Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm biển kia đứt gãy trên mặt đất, ở giữa đã thiếu mất chữ Y, thảm trạng này không thể dính lại được, khiến dòng chữ càng thêm buồn bã. Tiểu tử nhìn cho rõ, chợt vào lúc này, thanh âm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tình lình vang lên, đây là tấm biển đích thân vĩnh nhạc đại đế ban tặng, ngươi dám nói chỉ có giá trị 320 lượng sao. Viên quan công bộ nghe vậy sợ hãi, vội chắp tay nói, mong cao tước ra chỉ điểm kẻ côn đồ đã đá phá vật báu vô giá, yền bạc tổn thất, khó có thể tính ra. Lão nhân tướng mạo nghiễm nhiên, để dâu dài cười lạnh, lúc này mới giống nói tiếng người. Lão cao ra bỏ đá xuống giếng, quan viên nghe được lời này, nội tâm hoảng sợ không chừng, đầu rũ đến càng thấp. Thái viện tụ tập vô số người chờ, trong ngoài cửa tất cả đều là quan sai kỳ thủ vệ, đến để kiểm tra manh mối, tất nhiên là bận rộn dị thường chỉ thấy hình bộ thượng thư tọa chấn chỉ huy, công bộ thị lang thị sát tồn thất, trước đại môn hai lão nhân đầu bạc dẫn đệ tử ra chỉ thị, nói chuyện. Một đệ tử đi lên, khom người hành lễ với lão nhân thấp bé, chắp tay thi lễ nói, hoa sơn trần đắc phúc, bái kiến thiên uy cao tước ra. Nhị lão một cao một thấp, cao không cần thiết nói, tất nhiên là tống công mại, luôn vẻ mặt thần sắc cao ngạo, chính là cao thiên tướng uy danh hiền hách lão nhân thấp bé rào rạt đắc ý, ngừng khuôn mặt đầy sẹo lên, hỏi Trần Đắc Phúc, lành lạnh nói, người nói người kia không phải dùng binh khi đánh vỡ tấm biển, mà là dùng chân đá. Có phải thế không? Hoài Tây Tông chủ đích thân đến hỏi chuyện, Trần Đắc Phúc vội vàng cười làm lành, đúng vậy, người nọ phi chân trước đá, lập tức liền đá vỡ tấm biển, nhảy thực sự rất cao. Cao Thiên Vi A một tiếng, nói, nhảy thật sự cao phải không? hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa cao hai trượng đột nhiên lùi lại vài thước hai chân cất bước nháy mắt lao về phía trước hắc một tiếng cuồng khiếu thân mình thấp bé phi thân nhảy lên đèn lồng buổi tối chiếu rọi hắc ảnh như cung hai chân xẹt qua cạnh cửa sau đó rơi xuống đất cố phi chân này thực sự tinh khí giống như một võ sư đang dạy bảo đệ tử. mọi người thấy cao thiên uy tuổi cao già nua nhưng thân thủ lại không suy giảm đều vỗ tay tán thường. Cao Thiên Uy dụng tâm khoe khoang, tất nhiên là cười ha ha, nói, hắc y nhân đứng dậy đá cao, tư thái có chân thực như lão phu không? Trần Đắc Phúc liên tục chắp tay thi lễ, bồi lời nói thân thủ của Cao Tước Gia rất đẹp, nhưng lối đá của người nọ, khủ, hơi khác một chút. Cao Thiên Uy nhướng mày, cười lạnh nói, có gì khác biệt? Hắn không thể nhảy cao bằng ta, là như vậy sao? Trần Đắc Phúc ho khan hai tiếng, nói, hồi tức ra, cao hay không, tiểu nhân không biết. Nhưng hắn không hề mượn chạy đà, hắn là tại chỗ như vậy nhảy dựng, hai chân vừa dẫm, thân mình đã bay lên rồi. Nghe được lời này, mọi người ồ lên, đều cảm thấy khó có thể tin. Cao Thiên Uy Phi một tiếng, quát, người hoa mắt. Lập tức không nhiều lời nữa, là người đầu tiên bước vào cửa, những người còn lại nối đôi nhau đi vào bên trong thị sát. Tống công mại là người bước vào cuối cùng, vừa bước qua ngưỡng cửa liền nhìn thấy nhi tử bảo bối thông minh. Tống thông minh xương cổ tay chật khớp, tay phải sớm đã được băng bó, ở bên cạnh cửa chờ đợi. Vết thương ở trên người con trai, đau ở đáy lòng cha, tống công mại thở dài nói, thông minh, tay con còn đau không? Tống thông minh vẻ mặt hổ thẹn, chỉ gật đầu, nhỏ giọng nói, lấy ba trọi một, lại vẫn không địch lại. Hải Nhi đã làm thần đao môn mất mặt mũi, thỉnh phụ thân trách phạt thật nặng. Cao Thiên Uy cười hì hì, tiếng cười mới chuyển ra, mấy chục ánh mắt phẫn nộ toàn bộ phóng tới. Đám người ngọc xuyên tử, xích xuyên tử, tông trạch tư ba, kim sát khâm hoặc mặt phiếm lửa giận, hoặc đằng đằng sát khí, mọi người nghiến răng nghiến lợi, chừng mắt dựng mục, tựa hồ muốn làm thịt Cao Thiên Uy. Giữa sân tràn ngập không khí bất bình, đám người xích xuyên tử càng là giang hồ lão tướng mỗi người đều có thể chờ mặt với hắn cao thiên uy dù có không biết điều gấp trăm lần giờ phút này cũng không dám mở miệng chào phúng để tránh bị người vây ẩu liền đem tiếng cười hóa ai thán bồi ô hô vài tiếng biểu thị cùng trung tâm tư với kẻ địch tống công mại cúi đầu cân nhắc thông minh đứa con trai này thần lực hơn người dựa vào thiên tính dũng mãnh một cổ thần đao kính luyện được cực kỳ tinh vi tàn nhẫn, so với chính mình khi còn tráng niên, không thua một tấc. Nhưng nói đến kỳ quái, đường đường thần đao thiếu chủ, lại vì gì mà bại thảm như vậy? Có thể nói lúc ấy trên người có thương tích, địch thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng bên ta người đông thế mạnh, độc thích đại hạt vương kim sát khâm nguyên vẹn không bị thương, hơn nữa có khai bình song đao hội tông trạch tư ba viện thủ như thế nào cũng không nên rơi vào kết cục cánh tay bị gãy phải băng bó, thất bại nặng nề như vậy, chỉ có một lý do, đối thủ quá mạnh. Tống công mại thở dài bùi ngùi, vỗ vai nhi tử, cũng không trách cứ quá nhiều, hắn là người hiểu lý lẽ, tự biết nhân sinh thất bại khó tránh khỏi, nhi tử có thể giữ được hai đầu gối không chạm đất, ở trong mắt phụ thân vẫn là hào hán thiết tranh, không nhục uy danh thần đao tống ra. Nhìn qua cửa và đại viện, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, đi tới hành lang, phóng nhãn nhìn lại, thấy hành lang này không dài và hẹp, cách đầu cuối gần 200 thước. Đám người tống công nhìn kỹ dấu chân trên mặt đất, tám dấu chân xuất hiện dọc theo con đường ở phía đối diện, mỗi bước cách xa nhau ước có 10 thước, đó là dấu vết của mông cổ đệ nhất cao thủ chết nhĩ đan dẫm hạ, mọi người nhìn kỹ. Thấy dấu giày đã đi tới khoảng cách 80 thước trong hành lang rồi dừng lại, Nhìn những lan can sơn mài tổn hại gần đó, những cây trụ hành lang đầy vết kiếm, đoán chừng hai vị cao thủ đã gặp nhau ở đây, lúc sau lâm vào chiến đấu kịch liệt. Triết Nhĩ Đan chạy được 80 thước, Hắc Y Nhân có thể chạy được bao xa? Mọi người nhìn kỹ dấu chân của Hắc Y Nhân, phát hiện tổng cộng chỉ có 6 bước, bước cuối cùng đã đến giữa hành lang. Người này cất bước cực xa, kẻ hèn 6 bước nện dẫm ra, liền có thể được hơn trăm thước tính ra mỗi bước dài đến 16 thước. Một quan sai hoảng sợ nói, tên này nện bước thật lớn, chiều cao chắc hẳn rất dọa người. Trần Đắc Phúc hầu hạ ở bên, nghe vậy liền đáp, đúng vậy, cao chín thước. Tài nghe mọi người bàn tán sôi nổi, cao thiên uy ha ha hai tiếng, khịt mũi coi thường, quay sang tống công mại cười nói, chín thước tính là gì? Tống lão, còn thấp hơn ông. Không bằng lão biểu diễn hai chiêu đi, để hậu bối mở mang tầm mắt. Mặc dù Tống Công Mại đã ngoài 80, nhưng hắn khi tráng niên chính là danh tướng diệt phỉ, chiều cao 9 thước 6, được xưng 10 thước môn thần. Lấy thể trạng mà nói, triều đình vài thập niên tới không người có thể sánh bằng hắn. Nghe được Cao Thiên uy muốn mình thi triển chiêu thức, lập tức cũng không che giấu thân thủ, tự đề chân khí, phất tay nói, mọi người thối lui chút. Tống thần đao uy danh hiển hách, giờ phút này ra chiêu, hơn người đầy mặt tôn sùng, từng người nín thở chờ đợi. Bỗng nghe hắc một tiếng, lão tướng phi thân nhảy ra, bước đầu tiên đạp lên dấu chân của hắc y nhân, sau đó bước bước thứ hai giữa không trung, ngay lập tức dẫm lên dấu chân thứ hai của hắc y nhân, tống công mại tuổi tác tuy cao, lực chân vẫn mạnh mẽ, hai bước bước ra, liền quá 32 thước, đám đông hò reo như sấm, sôi nổi cao giọng trầm trồ khen người đang muốn bước ra bước thứ ba, bỗng nghe khách một thanh âm vang lên, dưới chân tống công mại đã hãm xuống. Mọi người lo lắng nhìn qua, chỉ thấy sàn hành lang chịu lực quá mạnh bị nội lực của tống công mại dẫm nát, ván gỗ bị nứt tổn hại, hư hỏng, kẹp chặt ủng quan đầu hồ của tống thần đao. tại nghe công bộ thị lang đề thanh nói, tổn hại một tấm ván gỗ hành lang, bạc hai mươi lượng. Tống công mại nhấc gót chân, ném trăm lượng ngân phiếu qua, nhàn nhạt, nhạt nói không cần tìm hắn liếc nhìn cao thiên uy nói cao lão người tới thân pháp có chút có chút cổ quái cao thiên uy nhìn lõm hố tổn hại dưới đất sắc mặt xanh mét lại cũng gật đầu các cao thủ trong lòng hiểu rõ nếu chạy trên nền đá tống thần đao ựa vào công lực thâm hậu thân hình cao lớn có thể đuổi theo hắc y nhân bước chân nhưng khi đến hành lang gỗ lại theo không kịp không hề nghi ngờ đôi chân người nọ phiêu giật nhẹ nhàng, đến nỗi cát bụi không nổi lên, nhưng khi hắn nhấc chân lên và tiếp đất, đã phát huy lực đạo vạn quân, điều đó cho thấy phần thân dưới của người đó cũng vững vàng núi cao, khinh công giống như chim bay, hai sở trường cương mãnh đều ở trong một cơ thể. Võ lâm người cao tuy nhiều, nhưng kẻ mạnh thì luôn mạnh, còn kẻ mềm yếu thì luôn mềm yếu, nhưng vừa nhu vừa cương, hảo thủ kiêm tu nội ngoại, nói đến có thể đếm được trên đầu ngón tay mọi người đang phỏng đoán thân phận hắc y nhân chợt thấy cao thiên uy nheo mắt lại hỏi xích xuyên tử người nọ bao nhiêu tuổi dáng vẻ ra sao xích xuyên tử sắc mặt xấu hổ lẩm bẩm xác thực người này người này là lão nhân võ công rất có môn đảo nếu không có công lực làm sao hắn có thể làm được như thế tống thông minh nghe xích xuyên tử ba hoa trích chòe rõ ràng không có bằng chứng lại coi Hắc Y Nhân như lão giả, hắn trong lòng không cho là đúng, lông mày nhíu lại, lập tức mở miệng định nói, lão thần đao lại đưa mắt ra hiệu, ý bảo nhi từ chớ có nói nhiều. Tống Công Mại là người từng trải, tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Hắc Y Nhân đánh khiến rất nhiều cao thủ né xa ba thước, hắn liền chỉ có thể là lão nhân, tuyệt không thể là thiếu niên, nếu không tin tức một kẻ hèn uy chấn thái y viện lan truyền, thể diện các võ lâm lão nhân sẽ ném đi đâu? Câu hỏi của Cao Thiên Uy chỉ là vô ích mà thôi. Nhị tướng Tống Cao yên lặng không nói gì, xuất lĩnh đại đội nhân mã, tiến đến bài kiến chết nhị đan. Tam đại cao thủ hành lễ, Cao Thiên Uy tuy rằng kiêu ngạo thành tính, nhưng hắn tự biết võ công không bằng người này, khi gặp mặt càng thêm không dám lỗ mãng. Tống Công Mại gọi thông dịch đến khuyên giải an ủi nói, địch nhân đã luyện võ thuật huyền bí, tâm cơ thâm trầm tiên sinh ngoài ý muốn bị tập kích không phải tội đồ không cần để ý thắng bại mạc bắc tông sư thảm bại tống công mại mở miệng trấn an nhưng đồ tử đồ tôn vẫn cao giọng lên án mạnh mẽ tỏ ra vô cùng đau buồn và phẫn nộ bản thân chiết nhĩ đan lại im lặng không nói nghe được tống tần đau an ủi chỉ khom người xem như đáp tả chiết nhĩ đan nhìn như không tỏ ý kiến Kỳ thật dáng vẻ hai mắt khí thế độc ác đã thay hắn nói thiên môn vạn ngữ. Sau khi hắn bị tát ma đánh bại, đã sớm tìm kiếm tung tích của kẻ thù, nhưng không thấy đâu cả. Hiện giờ cụ oán khó hiểu, tân thù lại thêm, lại có người tự mình đưa tới cửa. Chết nhị đan không làm thì thôi đã làm thì phải là một hồi hoành tráng, đem 10 năm báo thù lửa giận toàn tính trên đầu hắc y nhân. Chỉ chờ nội thương khỏi hẳn hắn sẽ tìm kiếm khắp nơi giết chóc trả thù đến lúc đó trung nguyên võ lâm luân phiên giết người tất khởi phong ba nộ trào chiết nhị đan lai lịch không nhỏ lại có mông cổ đại hãn chống lưng nên không ai có thể khuyên hắn bất động tống cao nhị tướng người không dám nhiều lời lập tức bái biệt chiết nhị đan bước vào kiến trúc thứ ba đó chính là nơi diễn ra trận chiến khốc liệt cuối cùng huệ dân dược cục Huệ dân dược cục là một nơi nhà cửa gạch đỏ, có hầm bên dưới, chuyên dùng để cất giữ dược liệu quý báu. Lúc này trời đã tối nên quan sai cầm đèn dẫn đường, đưa mọi người vào nội viện. Đêm tối vốn nên u tĩnh, trong huệ dân dược cục lại là tiếng người ồn ào. Nhìn quanh, mười hoa sơn đệ tử vây quanh ở trong viện, đang bàn luận với nhau. Trong đó hai lão giả tùy tiện đề thanh gào kêu, xem bộ dáng một béo một người không cần nhìn mặt cũng biết họ là hoa sơn song quái. Tống công mại mượn chiếc đèn lồng từ quan sai, kiểm tra cẩn thận, thấy trên mặt đất đầy dấu chân, dường như là dấu vết của cuộc chiến giữa Tô Dĩnh Siêu và Hắc Y Nhân, nhìn thấy rất nhiều binh khí giải rác xung quanh sân, từng thanh hình dạng và cấu tạo cổ quái, trước đây chưa từng gặp. Cao Thiên Uy nhìn hồi lâu, không khỏi nhíu mày nói, Tô trưởng môn Quý Sơn không phải chỉ luyện kiếm sao? làm sao có thể sử dụng những kỳ môn binh khí này? Bỗng nghe một người quát, đánh rắm. Đồ tôn trưởng môn ta làm gì muốn dùng đống sắt vụn đồng nát này? Nhìn cho rõ, đây là một tên khốn nạn mang đến đây, Cao Thiên Huy nghe được ác môn chống đối, tất nhiên là ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa thấy người nói chuyện chính là phì cân quái, lập tức lạnh lùng thốt, ta lưu tâm cái gì? Nhưng thật ra ngươi nên chú ý miệng của mình, chớ chọc tới họa sát thân. Vì cân quái còn không có đáp lời, bàn tính quái đã giận dữ, quát, ba tấc đinh, hạt vỏ cây, coi chừng cây rắm, đừng giết kiến dưới đất. Đoạn lời nói không đầu không đuôi, thực sự quái gì. Cao Thiên Uy sừng sốt, trong mắt xoay chuyển, chợt nhận ra đối phương đang tức giận chế nhạo dáng người của mình. Trong cơn giận dữ, hắn nhìn thấy một thanh kiếm nằm trên mặt đất, thuận tay túm lên, muốn ném về phía bản tính quái. Bản tính quái biết đối phương võ công cao cường, lập tức quát, sư huynh, chúng ta liên thủ cùng lên. Phỉ cân quái rốt ra binh khí, muốn tranh đua cao thấp với cao tước ra. Mọi người thấy hai bên nhân mã không thù không oán, lại vì một chữ rắm mà muốn đánh nhau, thật sự là nhàm chán, đang muốn tiến lên cản lại, chợt nghe cao thiên uy di một tiếng, đã hoãn tay lại, thần sắc trên mặt rất kinh ngạc bản tính quái cả giận nói, cao lùn tử. Người cũng biết sợ. Cao thiên uy lòng dạ hẹp hòi, bản tính táo bảo, tuyệt không có lý dừng tay. Tống công mại đã quen biết người này nhiều năm, biết rõ tâm tính, lập tức bước tới, thấp giọng hỏi, có gì cổ quái sao? Cao thiên uy nhíu mày không nói, lật ngược thanh kiếm trong tay đưa vào tay tống công mại. Tống công mại một một tay tiếp kiếm, chuôi kiếm vào tay, lòng bàn tay xoay xuống dưới tụ kiếm lại nặng dị thương tống công mại quay lại nhìn mặt đất binh khí dài ngắn dài rác trên mặt đất hắn suy nghĩ hồi lâu chỉ thấy một thanh trường kiếm cắm ngược trên mặt đất nhìn qua mọn đèn dầu thân kiếm vô hình trong suốt mỏng như cánh ve không biết được làm bằng chất liệu gì tống công mại duỗi tay nắm lấy đang định nhắc lên thì trong giây lát nghe hắn hét lớn một tiếng cơ thể giật mạnh về phía sau Mọi người kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, cuống quyết đi xem thì thấy mũi kiếm đã nổ tung, bắn ra làm ba mảnh, nếu không phải né tránh nhanh, chỉ sợ mặt đã bị đâm thương. Tống Thần đau lau đi mồ hôi lạnh, hắc hắc cười gượng, được lắm, suýt nữa phá hỏng chiêu thức của ta. Những binh khí này có hình dạng kỳ lạ, ngay cả Tống Công Mại kiến thức bậc này cũng suýt nữa bị thương, mọi người đều vội vàng tránh né, sợ vô tình chạm vào cơ quan cổ quái gặp phải tai họa. Cao Thiên Uy tiến đến bên người, thấp giọng nói: "Thế nào? Nhìn ra được là người phương nào xuống tay không?" Tống Công Mại nhặt trường kiếm lên, lại lần nữa phát động cơ quan, nhíu mày nói: "Loại binh khí thao tác bằng dây thép này, tuy nói hình thức phức tạp, thiên hạ lại chỉ có hai loại nguồn gốc." Cao Thiên Uy thấp giọng nói: "Ngài là nói đao tác?" Tống Công Mại thần sắc ngưng trọng, đưa lỗ tay nhỏ giọng, "Còn có phi thiên ngân toa." Cao Thiên Uy hoàng sợ, không dám nói nữa. Tống Công Mại gọi Trần Đắc Phúc tới hỏi, Tô trưởng môn Quý Sơn ở đâu? Lão Hủ có nói mấy câu thỉnh giáo. Còn thỉnh hắn thu xếp công việc bớt chút thì giờ. Hoa Sơn trưởng môn chính là nhân vật đệ nhất đẳng Trung Nguyên Võ Lâm. Tô Dĩnh Siêu càng là dễ hiền tương lai Quỳnh Gia. Thân phận nói đến vô cùng tôn quý. Tống Công Mại liền xưng Lão Hủ, mảy may không dám thất lễ trần đắc phúc bước nhanh xông về phía trước nói trưởng môn nhà ta trên người bị thương nhẹ đang được băng bó trong thái y viện thỉnh tước ra tới đây nói xong chắp tay thi lễ dẫn tống công mại đi vào thấy tống công mại muốn nói lại thôi việc này tất có huyền nghi lớn đám người cao thiên uy kiến thức không bằng tống thần đao tự nhiên không dám nhiều lời ngoại trừ hoa sơn song quái vẫn còn quát mắng giữa sân không nghe thấy mảy may tiếng vang mọi người đi vào dược cục, chỉ thấy một thanh niên ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, trên đầu quấn băng, có vết máu mờ nhạt, xem bộ mặt đúng là tam đạt kiếm truyền nhân, hoa sơn thanh niên trưởng môn tô dĩnh siêu. Bên cạnh có hai thiếu nữ làm bạn, một người mặc nam trang chính là tử vân hiên quỳnh phương, người còn lại cũng là võ lâm môn hộ chấp trưởng, chính là cửu hoa quyên nhi. Khi tống công mại đi tới trước mặt, tô dĩnh siêu mới đứng dậy chắp tay thi lễ, nói. Môn chủ trời lạnh bôn ba, làm sao có thể xứng. Tô tiểu tử hổ thẹn. Hắn tuy lấy tiểu tử tự xưng, nhưng trên tay lại đại hữu văn chương. Chỉ thấy hắn đôi tay ôm quyền, lập tức đến ngực, không cao một tấc, không thấp một tấc. Đây là vái lạy vương giả, khác với với ngưỡng tay qua ngực là vái lạy thiên tử. Cũng không cùng với vái lạy kẻ dưới, vái lạy kẻ ngang hàng. Ý không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thật là rất có học vấn. Đây không phải là sự giả vờ của Tô Dĩnh Siêu, khi đi lại trong giang hồ, nhân nhất cử nhất động của trưởng môn, đều đại biểu tôn nghiêm môn phái. Tô Dĩnh Siêu tuổi tác tuy nhỏ, rốt cuộc quý vì là trưởng môn Hoa Sơn, ngoại trừ thân nhân tôn trưởng, bình thường không thể tự cho mình là vãn bối. Nếu không khi nếu không Hoa Sơn mãn môn hành tẩu giang hồ, chẳng phải vô cớ giống như một người lùn sao? Tống công mại thấy lễ nghĩa của thiếu niên trưởng môn tự cũng thầm khen hắn kiến thức bất phàm, lập tức liền lấy thi lễ ngang hàng chào hỏi nhau, không dám cậy giả lên mặt. Quyền nhi tân nhiệm trưởng môn không lâu, không biết quy củ giang hồ, liền cũng âm thầm lưu ý, quan sát một tấc vuông. Mọi người hành lễ đã xong, hoa sơn đệ tử liền tiến về phía trước hầu hạ, lúc này mỗi bàn tròn đều có một thủ lĩnh ngồi, thấy là điểm thương, cửu hoa, thần đạo môn, thiên tướng phủ, hoa sơn ngọc thanh quan tôn quý hơn người như quỳnh phương lớn tuổi như hoa sơn song quái lại không có chỗ ngồi nên chỉ có thể xếp hàng trong nội đường đứng sau lưng trưởng môn mọi người ngồi xuống uống trà hàn huyên câu chuyện cao thiên uy ánh mắt mơ hồ dẫn đầu truyền chủ đề nói tôi trưởng môn lúc ấy các hạ gặp phải cường địch không biết tình thế động thủ như thế nào nhìn các hạ đầu quấn băng ngài chính là hắn mỉm cười vỗ tay nhàn nhạt, nhạt nói bại sao hắc nhân xâm nhập thái y viện lúc sau đại chiến chúng ra cao thủ ngoại trừ chết nhĩ đan đã trông đỡ nhiều hồi những người khác như tống thông minh ngọc xuyên tử tông trạch tư ba đều bại trong một trận nghĩ đến tô dĩnh siêu cũng không thể vượt qua mọi người nghe cao thiên uy vui sướng khi người gặp hỏa nhất thời quần chúng tâm tình kích động tô dĩnh siêu lặng lẽ thở dài rót trà cho cao thiên uy nói Cao Huynh sao lại nói lời này? Thắng là thắng, bại là bại, gia sư dạy bảo, tô mỗ tự biết đảo khiêm nhường, vừa định nói tiếp, phó nguyên ảnh khụ một tiếng, xen vào, trưởng môn sư điệt, vừa rồi ta nghe quyên nhi nữ hiệp đề cập đến, lúc cường địch rút đi, người cũng sắp rút lui, ngài đang muốn dùng ra nhân kiếm chân âm dương, có việc này không? Khi phó nguyên ảnh miệng xưng nhân kiếm, thậm chí còn chắp tay để thể hiện kính ý. Đôi mắt to của Tô Dĩnh Siêu hiện lên vẻ khó hiểu đang muốn trả lời, lại bị Quỳnh Phương đè mờ u bàn tay lại, ý bảo hắn chơ nói. Một bên Quyên Nhi lớn tiếng nói, còn có giả sao? Chiều thức còn chưa ra, liền khiến thích khách sợ tới mức chạy trối chết. Cao Thiên Uy hì hì cười, còn muốn nói tiếp, lại nghe Quỳnh Phương khụ một tiếng thật mạnh, nói, Cao Tước ra, sống ở Hàn Xá ổn không? Cao Thiên Uy a à một tiếng, chợt hiểu tô dĩnh siêu là người trong lòng quỳnh phương vội vàng cười gượng mấy tiếng chắp tay nói tô trưởng môn thần công cái thế sát lui cường địch bội phục bội phục quỳnh phương chỉ muốn buộc hắn ngầm miệng để tình lang không phải chịu quấy dày nghe hắn câm miệng lập tức lấy ra một phong thư đưa cho tống công mại nói thỉnh cầu tống tước ra xem qua tống công mại ngạc nhiên nói bức thư này là quỳnh phương giải thích mấy ngày trước người nhà Hồ Thị Lang nhận được lá thư kỳ lạ này, úc ấy không để bụng, lúc sau Thái Y Viện quả nhiên bùng nổ sự tình, có lẽ phong thư này là nguyên nhân. Tống công mại khẽ kêu một tiếng, hắn chuyến này lại đây, còn chưa từng biết được việc này. Lập tức mở phong thư, đọc, lệnh lang chính đường, lầm vượt cấm giới, tự tiện xông vào quỷ môn, gần có đại họa tai ương, nghe báo nhanh rời kinh thành để tránh cái chết. Tống công mại đặt lá thư xuống, nhíu mày nói, tự tiện xông vào quỷ môn. Tiểu hài nhi hồ gia này còn không phải là tiêu biểu bướng bỉnh sao, có thể vào cấm địa gì. Các người không hỏi qua hắn sao? Quyền nhi một bên nghe, liền đáp, hỏi là hỏi, bất quá hắn sẽ không nói. Cao Thiên Uy cũng biết hồ chính đường, không khỏi ngạc nhiên nói, sẽ không nói. Đứa nhỏ này lanh lợi vô cùng, khi nào sẽ không nói. Quỳnh Phương tiếp lời nói, nghe nói đứa nhỏ này đến nhà người khác làm khách vô cớ ngã bị thương đầu từ đây chất phác ngu đần không nói nên lời tống công mại nhướng mày vội nói đợi chút đứa nhỏ này đến nhà ai làm khách quỳnh phương và quyên nhi nhìn nhau cùng kêu lên nói nhà ngũ phủ. tống công mại nghe được lời này lại a à một tiếng sắc mặt biến đến tái nhợt hải xuyên tử lòng tràn đầy tò mò liền cũng cầm lấy thư đọc lại một lần nghe hắn cười nói các ngươi đi quá xa rồi ta cho rằng thư này là một cờ hiệu ta coi tám chín phần mười chắc là hồ thị lang cùng người kết oán lại không tiện là tô trưởng môn cùng người kết thù lúc này mới chọc đến kẻ thù tới gây chuyện quỳnh phương lắc đầu nói đạo trưởng lời này liền không phải nếu ngài cùng nhân ra kết thù ngài sẽ chọn động thủ ở đâu hải xuyên từ khụ một tiếng còn chưa nói chuyện phó nguyên ảnh liền đã tiếp lời nói ta nếu kết thù với người Thái Y Viện, nhất định sẽ chọn chỗ không người xuống tay ám sát, lại vô dụng cũng sẽ đem phóng đốt phủ đệ, vô luận như thế nào, nơi xuống tay tuyệt sẽ không ở, Quỳnh Phương tiếp lời nói, nơi 60 danh cao thủ hội tụ. Hai người ngươi hỏi ta đáp, tự tự hợp tình nhập lý, khiến mọi người tán đồng. Hải xuyên từ trầm tư hồi lâu nói, lời ngươi nói cũng đúng, lại cũng không đúng, nếu hắc y nhân kia đúng như trong thư nói, thật sự muốn giết chính đường, vậy thì lý lẽ cũng như vậy, tại sao hắn không lựa nơi không người xuống tay? Lại tới nơi này tìm phiền toái, Hải Xuyên Tử nói chúng trọng điểm, Quỳnh Phương cũng chỉ có thể gật đầu. Mọi người phỏng đoán không ra dụng tâm của hắc y nhân, nhất thời buồn bực không thôi. Mọi người còn muốn nói nữa, chợt thấy Tống Công Mại duỗi tay vung lên, thấp giọng nói, sự tình rất trọng đại, làm phiền lấy giấy mặc lại đây lão hủ muốn xác định một chuyện mọi người trong nội đường đều ngạc nhiên không biết lúc này tống công mại muốn viết gì tô dĩnh siêu cũng không hỏi nhiều yêu cầu môn nhân mượn từ thái y quá không sau một lúc lâu tứ bảo của thư phòng lần lượt được dâng lên trần đắc phúc khom người nói trong lúc vội vàng không tìm thấy giấy dai liền lấy dược tiên giấy ghi đơn thuốc thay thế còn thỉnh thư lỗi tống công mại cầm tiếp nhận bút nhiên gật đầu nói có giấy là được. Không quan trọng, hắn để bút liền viết, sau đó nhẹ nhàng vẽ lên mặt giấy tiên. Hải xuyên tử thấy hắn dường như muốn vẽ, nhìn không được kêu một tiếng, hỏi, tước ra biết mặt tên tặc kia sao? Tống công mại vẫn chưa đáp lời, chỉ tập trung bút vẽ cẩn thận, một lúc lâu sau, trên giấy chậm rãi hiện ra một bức bản vẽ, hắn run rẩy hạ tay, đưa tờ giấy cho tô dĩnh siêu, khàn giọng nói, tô trưởng môn, ngươi. Khi ngươi cùng hắc y nhân động thủ, có từng thấy qua bản vẽ này chưa? Hắc y nhân dụng mãnh công phá, toàn trường cùng hắn giao chiến nhất lâu, lại chỉ có một tô dĩnh siêu. Nếu muốn tra ra thân phận của người này thì chỉ có hoa sơn trường môn mới có thể khẳng định. Tô dĩnh siêu khẽ gật đầu, nhặt tờ giấy lên cùng Quyên Nhi và Quỳnh Phương quan sát. Ba người giao đầu áp tai, thấp giọng trò chuyện, vì cân quái, cười không dứt, nói, trưởng môn đồ tôn, hắc y nhân chính là Cao Thiên Uy phải không? Người mau mau chỉ ra và xác nhận đi, để mọi người cùng nhau vây đánh hắn. Cao Thiên Uy cả giận nói, câm miệng, lập tức kẹp tay đoạt tờ giấy, vội vàng nhìn xem. Vì cân quái giả ý kinh hãi, mọi người nhanh ngăn hắn lại, hắn chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ. Những người còn lại kiềm chế không được liền đến xem một cái, hàng chục con mắt đổ dồn về nhìn trong một lúc, trong lúc nhất thời phía đông ồn ào một chút, phía tây ầm ỉ một chút, mọi người đều bàn tán không ngừng. Mọi người trong mắt xem đến minh bạch, thứ được vẽ trên tờ giấy thuốc là một con chim lớn. Nhưng thấy ác điều kia ngẩng đầu dương mỏ, với đôi cánh giang rộng hoàn toàn, giống như đại bàng dương cánh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng khó hiểu ý nghĩa của nó. Tống công mại thấp giọng ho nhẹ, hỏi, tôi trưởng môn không cần quan tâm người khác, thỉnh ngươi nói cho lão phu, ngươi thấy bản vẽ này chưa? Tô Dĩnh siêu gật đầu nói, tức ra sở liệu không tồi, tại hạ đã thấy dấu vết này. Lời này vừa nói ra, tống công mại biểu tình như bị xét đánh, nhất thời mặt xám như cho tàn, thất vọng ngã ngồi, một bên cao thiên uy cũng toàn thân kịch chấn, ra mặt thế nhưng vô cớ run rẩy. Tô Dĩnh siêu nói, lúc ấy ta cùng người này chiến đấu kịch liệt, hai bên rằng co, trong khi giao tranh ác liệt, người này tự xưng võ nghệ thiên hạ đệ nhất, lúc đó cởi áo trên xuống, lúc ấy trên cánh tay hắn có dấu vết cháy, tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Tống cao nhị lão cộng lại có lẽ đã 160, 70 tuổi, giờ phút này lại tựa tiểu nhi 3 tuổi, hai người hai mặt nhìn nhau, bốn mắt hai mí run rẩy không thôi, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hải xuyên từ hắc một tiếng, hoảng nói, này, hắc nhân kia rốt cuộc muốn làm gì? các ngươi. Các ngươi nói cho rõ. Mọi người không ngừng thúc giục, Tống Công Mại vẫn chậm chạp không nói gì. Tô Dĩnh Siêu nói, Tống Tước Gia, mọi người đều là người một nhà, ngài có chuyện cứ nói thẳng không sao. Tống Công Mại mắt nhìn mọi người, thấp giọng nói, chư vị, các ngươi đều nghĩ sai rồi, hắc y nhân muốn giết không phải chính đường. Quyền Nhi nhíu mày nói, không phải chính đường, rồi lại là ai? Tống gia có thể nói rõ hơn không? Tống công mại thở dài, đầu tiên chỉ vào tô dĩnh siêu, sau đó chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào hải xuyên tử, liên tiếp chỉ mấy người, nhân vật thủ lĩnh trong nội đường đều bị chỉ điểm. Đám đông kích động, hải xuyên tử toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cả kinh nói, ngươi, ngươi là nói hắc y nhân muốn giết ta. Tống công mại thấp giọng nói, không chỉ ngươi, cũng không chỉ ta. Dụng ý bọn họ là muốn nhất cử kinh sợ người trong thiên hạ khiến tứ hải nghĩa sĩ không dám nhúc nhích xích xuyên từ sắc mặt vừa xanh vừa đỏ nói nếu là như vậy không khỏi cũng quá điên rồ tống công mại nhẹ giọng nói biện pháp kinh sợ quần hùng nhanh nhất không gì hơn giết một cảnh cáo một trăm chỉ cần chọn lựa cao thủ đứng đầu đánh bọn họ đến thất bại thảm hại ai mà không sợ hãi trước tin tức này hắn thở dài lại nói nói đến nơi những cao thủ đứng đầu tụ tập có nơi nào nhiều hơn khôi tinh chiến ngũ quan. Mọi người đều im lặng, nghe Tống Công Mại nói, hắc y nhân sở dĩ chọn thời điểm này để gây rắc rối, dụng tâm đó là nhất cử đánh sập mông hán cao thủ, bức cho thiên hạ anh hùng quỳ sát đất xưng thần. Quả thực như thế, người này dáng vẻ khí thế độc ác, thật là vô tiền khoáng hậu. Phó Nguyễn Ảnh cân nhắc kỹ những gì Tống Công Mại nói, thoáng chốc nhíu mày nói, chờ một lát, tước ra nói là, bọn họ. Tống công mại thấp giọng bùi ngùi, gật đầu nói, không sai, ta nói được là, bọn họ, hải xuyên từ mờ mịt nói, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tống công mại cười khổ, ảm đạm nói, bọn họ cái gì cũng làm, câu này nói đến nhỏ như mũi kêu, gần như không nghe được, hắn tự đứng dậy, chắp tay khom người, áy náy nói, chưa vị anh hùng, tống mỗ già nua tuổi cao, không gánh nổi trách nhiệm nặng nề, xin ra về sớm thần đao môn cùng thiên tướng phủ đều là phủ viễn tứ gia tộc, trong những năm gần đây hô mưa gọi gió, được triều đình coi trọng, sao lại vô cớ lùi bước như vậy. Những người ngoài cuộc đương nhiên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này. Mắt thấy tống cao nhị tướng chuẩn bị rời đi, hải xuyên tử kêu lên một tiếng, đứng dậy ngăn cản, hét lên, làm gì, làm gì. Người ta đã thương nhi tử của ngươi, mọi người cùng chịu kiếp nạn, phải nên đồng tâm hiệp lực, ốm máu ăn thề, nhị vị tước ra sao có thể nói đi là đi. Mọi người ồn ào kêu la, đều không cho tống công mại rời đi. Phổ viễn tứ gia luận võ công được coi là thâm niên và uy tín, có địa vị quan trọng trong giang hồ, có thể so với thế lực thiếu lâm và võ đang, không nhường một tấc. nếu ngay cả tống công mại cũng không muốn nhúng tay, cục diện này có thể tiếp tục như thế nào? Tống công mại không để ý tới, vẫn khăng khăng rời đi, thấy chân phải đã rời khỏi ngưỡng cửa, nội đường truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, nghe được một người nói, người đâu, mời vợ chồng Hồ Thị Lang vào, thỉnh phu thê hắn tới tiến tước ra. Người lên tiếng là Quỳnh Phương. Những lời này vừa nói ra, đám người phó nguyên ảnh trong lòng sôi nổi trầm trồ khen ngợi, vào thời điểm này, không cần người ngoài ra mặt thuyết phục hắn, nếu muốn động đến tình cảm, chỉ có khổ chủ mới được việc. Quả nhiên đám người Trần Đắc Phúc mới quay người lại, khuôn mặt của Tống Công Mại run rẩy, ngơ ngẩn dừng bước lại. Ăn xong bánh không bao lâu, sau nội đường truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng uốn lượn, người tới tất nhiên là vợ chồng Hồ Chí Liêm không có võ công. Một nhà ba người đi vào nội đường, Hồ Chính Đường sớm đã choáng váng, chỉ có thể a a i i nước miếng giàn rủa, khuôn mặt tròn trịa của Hồ Phu Nhân lúc này hoàn toàn không có chút máu hoàn toàn không thấy dáng vẻ của tam phẩm phu nhân. Các cao thủ thấy hổ ra ba người yếu đuối như thế, âm thầm thở dài, không biết nên an ủi thế nào. Hồ Chí Liêm lấy khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên đầu run giọng nói, làm sao vậy? Hay là hắc y nhân đi rồi quay lại sao? Quỳnh Phương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thị lang đại nhân chớ có lo lắng, nơi này có nhiều quan sai, lại có vài vị võ lâm tiền bối ở đây, cho dù hắc y nhân quay lại cũng không ai động được vào ngài hồ chí liêm nhớ đến thân thủ của hắc y nhân không khỏi run rẩy lần nữa hắn tuy không phải nhân vật võ lâm nhưng mấy năm nay tổ chức khôi tinh chiến ngũ quan cũng đã từng chứng kiến những trận đánh giang hồ tự biết hắc y nhân kia liền phá huyền quan thân thủ dũng mãnh không có mấy nhân vật võ lâm có khả năng ngăn cản dồn giọng liền nói không được hắc y nhân võ công cao cường ngay cả tô trưởng môn thân thủ bậc này cũng không thể giữ được hắn các ngươi các ngươi có thể làm được gì nếu hắn quay lại các ngươi vẫn là mau chạy đi lời này vừa nói ra huệ dân dược cục vang lên tiếng ho khan thấy hải xuyên tử là người đầu tiên ho nhẹ những người còn lại từ tống công mại cao thiên uy cho đến đệ tử hoa sơn quan sai kỳ thủ vệ đều sắc mặt tái nhợt môi mím chặt nghĩ đến lời này xác thật không xuôi tay Quỳnh Phương lại không để bụng, chỉ thấy nàng nhẹ lay động quạt xếp, lại cười nói, thị lang đại nhân có điều không biết. Người khác võ công như thế nào, chúng ta nhãn lực thấp kém, tự cũng vô pháp định đoạn, nhưng nhìn những tuyệt thế cao thủ tại đây, ngài lại có mắt không tròng, không nhận ra mọi người, thật sự là sai lầm lớn. Hồ Chí Liêm A à một tiếng, mở đôi mắt nhỏ, mờ mịt nói, tuyệt thế cao thủ. Ánh mắt hắn xẹt qua mọi người, dường như mũi phát ngứa chỉ duỗi tay trà sát một lúc lâu sau mới xoay người hỏi quỳnh phương ngươi nói là tô trưởng môn hắn không bắt được hắc y nhân mắt thấy bộ dạng xấu xí của hồ chí liêm cao thiên uy nhất thời giận dữ quát hồ gia nhị tiểu tử nhận không ra ông nội ngươi sao hồ chí liêm còn có huynh trưởng hồ chí hiểu trưởng bối xưng nhị tiểu tử hồ chí liêm cả kinh nói xin lỗi xin lỗi cao tước ra ngài thấp, ta mới không nhìn thấy. Cao thiên uy tức giận đến dâu rung lên, hai quyền nắm chặt, phát ra tiếng cạch cạch, trong mắt dường như bốc lửa. Quỳnh Phương và Hồ Thị Lang kẻ sướng người họa, bức người này ra, nàng tự biết đắc kế, mỉm cười với Hồ Chí Liêm nói, nhìn xem, cao tước ra hiệp can nghĩa đảm, rồi lại thần công cái thế, bây giờ ông ấy muốn thay ngài gánh vác nơi này, Thị Lang đại nhân thấy thế nào? Hồ Chí Liêm gật đầu liên tục, còn chưa nói lời cảm tạ gật đầu liên tục, còn chưa nói lời cảm tạ, lại nghe sau lưng hồ phu nhân khóc dòng nói, không được, lão nhân này như đinh ba tấc, làm sao có thể xe đánh người khác được. Oanh một tiếng, Cao Thiên Huy dơ trường giận phách, thủ đao dơ lên rơi xuống, nháy mắt bàn tròn bị trẻ làm đôi, lập tức đổ sụp xuống đất, quả không thẹn uy danh hoài tây Cao Thiên Tướng đầu bảng tông trù Cao Thiên Huy lạnh giọng quát, năm đó kiếm thần hoành hành thiên hạ, cao mỗ cũng không sợ hắn. Sợ gì một tên hắc y tiểu tử? Kêu hắn lăn lại đây. Quỳnh Phương là người đầu tiên vỗ tay, hoa sơn đệ tử cũng theo sau vỗ tay. Cao thiên uy hừ hai tiếng, chợt nghe công bộ văn lại cao giọng hô, tổn hại bàn tròn từ đàn trổ sơn khắc sơn, 120 lượng bạc. Cao thiên uy gầm lên một tiếng, Hồ Chí Liêm đã lấy ra ngân phiếu đưa qua, mỉm cười xin lỗi nói, xin lỗi, cao tước ra lòng đầy căm phẫn, hết thảy tất cả đều là vì người một nhà hạ quan, tiền này nên để ta đưa ra. Khóe miệng Cao Thiên Uy vốn nhếch lên, nhưng sau khi nghe được những lời này, đột nhiên cúi xuống, sau đó sờ dâu của mình, giống như một con khỉ gây ra đại họa, hắn cư xử có chút thất thú. Mọi người đang trêu đùa Cao Thiên Uy, chợt nghe một tiếng thở dài, trong nội đường vang lên tiếng bước chân một lão giả cao lớn chậm rãi đứng dậy chính là tống công mại lão giả sắc mặt nghiễm nhiên đi tới trước mặt hồ chí liêm bình tĩnh nói thị lang đại nhân ngài năm nay bao nhiêu tuổi hồ chí liêm lắp bắp kinh hãi không ngờ hắn lại hỏi như vậy nhất thời cười gượng nói hồi lão tước ra vãn sinh ngoài bốn mươi tống công mại khẽ gật đầu không tỏ ý kiến quay lại nhìn hồ phu nhân nói hồ phu nhân bao nhiêu tuổi hồ chí liêm càng không hiểu ra sao lẩm bẩm phu nhân ta mới hơn ba mươi tước ra ngài ngài tại sao lại hỏi điều này tống công mại thở dài ánh mắt nhìn về phía hồ chính đường sâu kín nói rất tốt ngươi và phu nhân còn trẻ còn có thể có con vị chính đường này cứ coi như hắn chưa từng đến thế gian này đi mọi người nghe được lời này đều kinh ngạc hồ chí liêm trợn mắt hóa hốc mồm Hồ Phu Nhân ở một bên vừa kinh vừa giận, bất chấp tống công mại thân phận sùng long, lớn tiếng thét chói tai, lão bất tử ngươi, nói bậy gì đó. Hồ Phu Nhân lên tiếng tức giận mắng, tống công mại cũng không tức giận, hắn duỗi tay chỉ vào chiếc bàn gỗ bị sập, bình tĩnh nói, hài tử, ngươi muốn nhúng tay việc này, tống mộ vô pháp khuyên can, chỉ có thể nhắc nhở các ngươi một câu, hắn dừng một chút, liếc nhìn đám đông, thấp giọng nói, ngày sau khi xét nhà diệt tộc cũng đừng oán ta chưa từng nhắc nhở trước. giống như một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều dùng mình. mấy câu nói đó nếu là xuất từ miệng cao thiên uy thì sẽ không ai coi trọng, nhưng người nói là tống công mại, một lão nhân có kiến thức tu dưỡng. trong lúc nhất thời, tứ phía yên tĩnh không tiếng động, không người dám đáp một chữ. một cái búng tay, quạt xếp sáng mở ra, ba chữ vân tử hiên như hoa đóa nở rộ mọi người quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy người chủ ba phần kiều bảy phần quý mỹ lệ tú nhã trên đầu đội một chiếc khăn lưới màu tím đang nhẹ lay động quạt xếp nghe nàng nhàn nhạt, nhạt nói đa tạ tống tước gia nhắc nhở nhưng thiên hạ người có thể giống quỳnh gia ta nàng quạt gió mát mỉm cười nói sợ còn chưa sinh ra đây là câu nói ngạo khí tuyệt luân nhưng cũng có hậu thuẫn vân tử hiên là thiên hạ đệ nhất thư phòng quỳnh võ xuyên đương triều công thần quốc trưởng quỳnh gia với hoàng thất là quan hệ thông gia cả triều văn võ xuất thân vân tử hiên đếm không hết đại hào môn như vậy há có thể giống một gia đình bình thường ăn bữa hôm lo bữa mai mọi người nghe vậy đều biết quỳnh phương đã muốn quản chuyện này đến cùng nghĩ tới thế lực quỳnh võ xuyên tinh thần của mọi người đều phấn chấn lên tống công mại nghe được lời này chỉ gật đầu bưng bát trà lên uống chợt thấy nước trà từ khóe miệng hắn tràn ra thế nhưng cao giọng cười điên cuồng hắn công lực thâm hậu phát ra thanh âm như vậy mọi người trong nội đường đều sừng sốt tim đập thình thịch mặt cũng biến sắc tống công mại đặt bát trà xuống nghiêng đầu nhìn quỳnh phương lặng lặng nói tiểu các chủ a à, tiểu các chủ mấy chục năm nay thay đổi quyền thế triều đại nhân vật quyền to bàn tay sinh sát lão phu thấy được còn thiếu sao thoáng chốc ống tay áo phất một cái, lạnh lùng nói, nghe qua, giang sung, chưa? Hai chữ giang sung vừa ra, nội đường 30 tuổi trở lên đều phát ra tiếng kinh hô, mọi người vội vàng rút lui ra sau, chỉ nghe thùng thùng tiếng vang không ngừng, tất cả bàn ghế trong nội đường đều ngã đổ. Mọi người kinh sợ tựa chuột, Quỳnh Phương lại thần thái như thường, tuy nhiên, nhìn thấy cô đang nhìn xung quanh các anh hùng, duỗi tay nhẹ vẫy, quát lên, dừng lại kẻ hèn cựu thần tiền triều, chưa quân có gì phải sợ. Tướng môn hổ nữ, khi nói chuyện nhìn thẳng tống công mại, uy nghiêm không sợ hãi, quả là nữ anh hùng không thua kém đấng mày dâu. Tống công mại bị nàng trừng mắt, cũng không chút nào để ý, hắn duỗi tay chỉ vào hồ chí liêm nói, thiếu các chủ năm đó còn nhỏ ngây thơ, không hiểu việc triều chính, ngươi là bảng nhãn cảnh thái, thần từ hai triều, ngươi tới nói cho nàng, giang sung là người nào. Hồ Chí Liêm bị chỉ tay như vậy, thật là lạnh nửa trái tim, hắn cau mày nuốt khan, lạnh giọng nói, người này từng là tổng ấn sát 18 tỉnh, tâm cơ thủ đoạn đương thời vô cùng, xưng bá triều đình 30 năm, tiêu diệt đông sưởng, diệt phỉ khấu. Đứng hàng tam sư tam thiếu, quan đến thái tử thái sư, hắn giải thích một lúc lâu, cuối cùng hít một hơi, kết luận, người này quả thật từ khi khai quốc tới nay, là đệ nhất đại quyền thần. Tống công mại gật đầu khẽ nói, đúng vậy hay cho một đệ nhất đại quyền thần, chỉ là thị lang ngài nói, thái sư hắn. Bây giờ đang ở đâu? Nghe được lời này, toàn bộ lão tướng có mặt đều im tiếng, vô luận là buồn cười như phì cân quái, trầm ổn như phó nguyên ảnh, cuồng vọng như cao thiên uy, đều cúi đầu xuống, ngay cả tô dĩnh siêu tuổi tác tuy nhỏ cũng đứng ngơ ngẩn bùi ngùi. Nhân thế gian thương hải tang điền, biến ảo vô thường há răm ba câu có thể diễn tả. Tiền triều đệ nhất quyền tướng, hiện giờ mai danh ẩn tích, không còn tin tức gì nữa. Đủ thấy phú không lâu, quyền không đủ cậy. Mọi người đều im lặng, chỉ có Quỳnh Phương quay đầu đi, không biết nàng đang cảm thấy thế nào. Tống công mại không để ý tới Quỳnh Phương, chỉ lặng lặng nói, nhớ chuyện xưa để làm tấm gương về sau. Tham gia vào vương quyền chính tranh, liền như xâm nhập quỷ môn nói gì về những phượng hoàng lửa đầy màu sắc, thiết cuốn đan thư, thấy được tranh giành chính trường, đều chỉ trói buộc vô dụng, trở thành vật chiêu hỏa, tống mỗ thành tâm khuyên bảo, có nghe hay không, ở bản thân các ngươi. Tống công mại dù chưa chỉ tên nói họ, mục ý lại là ở châm chọc quỳnh thị nhất tông. Công thần thế gia tranh phong lẫn nhau, hơn người hương giã lê dân, tự không dám gây họa thượng thân, thế nhưng không người dám thay Quỳnh Phương lên tiếng ủng hộ. Quỳnh Phương rốt cuộc giáo dưỡng xuất chúng, không có mười thành mười nắm chắc, tuyệt không tùy tiện tranh chấp. Lập tức chắp tay trước ngực, làm động tác tiếp nhận, nhận được lời hay, Phương Nhi tất nhất nhất thuật lại sự thật, không dám có dấu diếm. Mọi người trong nội đường nghe nàng nói như thế, tất sẽ đem ngôn ngữ thô lỗ của Tống Thần Đao truyền về nhà, đến lúc đó Hoàng hậu oán trách, quốc trưởng chỉ trích, không biết Tống Lão Nhân muốn trông đỡ như thế nào. Tống công mại không chút sợ hãi, đưa mắt nhìn về phía Quỳnh Phương nhàn nhạt cười nói, tiểu các chủ, cứ nói lại rõ những lời của lão hù. Quốc trưởng không những sẽ không oán trách, còn sẽ cảm kích lão hù quản giáo khổ tâm của ngươi. Lời này thật sự quá mức vô lễ, liền tính xem thường người, cũng không nên nói như thế. Quỳnh Phương bình sinh chịu vũ nhục, lấy lời này vì cái gì, lại không phát huy, ngày sau như thế nào đãi nhân xử thế thoáng chốc đôi mắt đẹp trầm liễm, dơ lên chén trà, đang muốn hung hăng đập vỡ, đột nhiên bông tuyết bay bay trước mắt, tháng chạp gió lạnh thổi nhập đại đường, tống công mại quay lưng, tự mình đẩy cửa mở. Quỳnh Phương bị gió lạnh kích thích, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, tô dĩnh siêu ở một bên nắm lấy tay nàng. Gió lạnh quất vào mặt, thổi bay quan bào đai ngọc phụng lai hầu. Khuôn mặt của tống công mại phủ đầy tuyết trắng, khiến đầu bạc càng bạc hơn hắn quay lưng lại với mọi người thấp giọng nói tiểu các chủ đừng hận ta lời nói của lão hủ tuy cay nhiệt nhưng không hề có ác ý mong người thông cảm quỳnh phương cắn môi dưới bỏ tay tô dĩnh siêu ra lập tức cũng quay lưng lại mặt hướng đại đường không hề để ý tới tống công mại tống công mại cười khổ bùi ngùi lại nói tống công mại sinh vào năm vĩnh nhạc trải qua năm triều đại bốn vị hoàng đế trải qua trăm trận chiến trên chiến trường, mấy chục năm nay đã chứng kiến vô số phong vân, đáng thương anh hùng cũng vậy, hiền nhân cũng thế, nhất thời phất lên, lại không người có thể lưu đến hôm nay, làm bạn hưởng tuổi thọ với tống mổ. Hắn quay đầu nhìn những người trong đại đường, nhẹ giọng nói. Các hài tử, ngày sau tống mỗ lâm chung, các ngươi lại không người tới phúng viếng tiễn đưa, lão nhân dưới chín suối, sẽ chết không nhắm mắt. Hắn nhìn mọi người không nói gì, ống tay áo phát động bước ra khỏi cửa lần này không có ai ngăn cản mỗi người lặng im không nói gì chỉ đang nhìn theo tống thần đao rời đi 6. phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn